Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây sơn liễu nha, hàng mini để bàn nha anh chị cô chú. Cây bầu đất rinh nha, hoành anh chú cô chú so lại ngón tay giúp em nha. Cây này nó cao tầm 18 nha, còn cái tán ngang của nó khoảng 20, tán rộng khoảng 12 nha. Hàng mini mà những xương chây chốt xương nó quá dài luôn nha. Cây bầu đất rinh nha, form tròn luôn. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.